Rồi thầy chào các em học sinh nha. Chúng ta ổn định để bắt đầu vào bài học. Hôm nay chúng ta qua tuần 3 ở tiết 5 6. Chúng ta bài thứ 3. Chúng ta tiếp tục thực hiện bài thể dục phát triển chung của lớp 9, bài của nam và nữ. Về phần mục tiêu thì các em cũng giống lần trước nha, chúng ta sẽ nắm được một số cái chương trình thể dục lớp 9. Thì chúng ta sẽ biết phân nhóm để tập luyện và chúng ta cũng sẽ biết một số quy định để nâng cao tính kỷ luật trong giờ học. Thì bằng kỹ năng thì các em có thể thực hiện được các cái động tác của bài thể dục các em đã học. Về thái độ thì chúng ta sẽ có tính tích cực tự giác trong tập luyện và tuân thủ quy định trong giờ học. Từ địa điểm thì chúng ta tiếp tục học trực tuyến. Chúng ta đi vào nội dung bài học. Ở nội dung bài học thì lớp trưởng các lớp chúng ta nhớ cuối giờ điểm danh. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài thể dục từ nhịp 1 đến nhịp 7 của nam và nữ, và chúng ta học mới từ nhịp 8 đến 18. Ở phần khởi động thì cũng giống lần trước, trước khi thực hiện bài thể dục thì chúng ta sẽ khởi động các khớp cổ, vai, khuỷu tay nha, vân vân. Đầu tiên chúng ta sẽ vào ôn bài thể dục của nam về nhịp 1 đến nhịp 7 trước. Chúng ta sẽ quan sát lại hình ảnh 7 nhịp của bài thể dục của nam. Ở trên sân trường thì thầy sẽ thị phạm lại nha, ôn lại cho các em. Và tiếp tục chúng ta sẽ quan sát các hình ảnh từ nhịp 8 đến 16. Đây là các nhịp mới mà hôm nay chúng ta sẽ học. Chúng ta sẽ vào chi tiết từng nhịp. Đang ở nhịp thứ 7, chúng ta qua nhịp 8 như nhịp 4. Lúc này chúng ta sẽ đổi chân. Nhịp 9 như nhịp 5. Nhịp 10 như nhịp 8. Nhịp 11, lúc này chúng ta thu chân trái sát chân phải, gập thân, hai chân thẳng, hai tay hướng xuống đất. Nhịp 12, chúng ta ngồi xuống, khiển gót, hai tay chấm đất rộng bằng vai, đầu cuối. Nhịp 13, dùng trọng tâm hai vào hai tay, bật hai chân lên cao khoảng 5 cm và duỗi chân trái sang ngang. Ở nhịp 14, chúng ta dồn trọng tâm lên hai tay, thu chân trái về như nhịp 12. Nhịp 15 như nhịp 13 nhưng đổi chân. Nhịp 16 chúng ta đứng lên, đồng thời thu chân phải về, cắt chân trái rộng hơn vai, hai tay dang ngang, lúc này lòng bàn tay sắp. Như vậy chúng ta mới vừa thực hiện xong từ nhịp 8 đến 16 của nam. Chúng ta xem lại tổng hợp hình ảnh từ nhịp 1 đến 16 của nam. Rồi chúng ta sẽ coi một cái đoạn clip.
Chúng ta qua ôn bài thể dục của nữ từ nhịp 1 đến nhịp 7. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát hình ảnh 7 nhịp của nữ. Rồi chúng ta học mới từ nhịp 8 đến 18. Chúng ta cũng quan sát hình ảnh. Rồi chúng ta đi vào từng nhịp cụ thể. Đang ở nhịp thứ 7, nhịp 8 như nhịp 4 đổi bên, nhịp 9 như nhịp 5 nhưng đổi bên, nhịp 10 lúc này chúng ta đẩy nhẹ cái hông phải thành thẳng đứng, hai chân rộng hơn vai, hai tay dang ngang lòng bàn tay, lúc này chúng ta ngửa. Nhịp 11 xoay thân 90 độ sang trái, tay phải xuống dưới ra trước, hai tay song song ngang vai, chân trái kiểu gối, chân phải kiện gót. Nhịp 12, chân phải đá từ sau ra trước, lên cao, chết sang trái, đồng thời đánh hai tay sang phải. Nhịp 13 như nhịp 11. Nhịp 14 như nhịp 10. Nhịp 15 như nhịp 11 nhưng đổi bên. Nhịp 16 như nhịp 12 đổi bên. Nhịp 17 như nhịp 15. Ở nhịp 18 thì lúc này chúng ta chuyển trọng tâm vào chân phải thành đứng thẳng, kéo chân sau về cách gót, chân một bàn, chân mỗi chân chạm đất, hai tay chống hông. Như vậy chúng ta mới vừa hoàn tất từ nhịp 8 đến 18 của nữ. Chúng ta sẽ xem lại một số hình ảnh từ nhịp 1 đến nhịp 18. Và chúng ta cũng sẽ xem lại một đoạn clip. Kết thúc thì các em sẽ thả lỏng nhé. Sau khi thực hiện xong các nhịp của bài thể dục thì chúng ta sẽ thả lỏng cơ thể để chúng ta hồi tỉnh. Ở nhà thì chúng ta cố gắng dành thời gian để học thuộc các nhịp của bài thể dục. Khi lên tiết ở tuần sau thì thầy sẽ mời một vài bạn lên mở camera lên để thực hiện lại cho cả lớp cùng xem. Rồi, thầy xin chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em.